Rồi các bạn bây giờ cho hai xe đua nhau nghe. Bây giờ đếm nè. 1, 2, 3. Ơi bạn Kem bấm chậm rồi. Ghê chưa, cái xe lộn ghê chưa. Ôi, xe bằng Kem lộn được không? Lộn được ơi, xe bằng Kem lại đi lộn nè. Wow. À, cái xe này mạnh ghê chưa. Ông cái mèo luôn. Rồi dê ra, lộn. Wow. Rồi, em lật dù luôn rồi. Rồi bây giờ cho hai xe lộn nha. Rồi bấm vô, coi xe nào lộn nhanh hơn. Ôi, xe bằng Kem yếu rồi, xe bằng Kem lộn không được rồi các bạn ơi. Trời ơi, xe bằng Kem yếu dữ hả. Rồi làm lại nha. Mạnh lên. Trời ơi. Wow, xin chào bạn Kem nha. Xin chào các bạn đi. Wow, bạn Kem hôm nay con có cái đồ chơi gì ạ? Các bạn ơi, hôm nay bạn Kem nay bạn Kem có một cây súng khủng long nha. Cây súng này chơi làm sao bạn Kem? À các bạn ơi, cây súng này là cây súng lắp ráp nghe nó có thể nè. Rồi bẻ mạnh xuống như vậy là thành cây súng nè. Rồi bẻ mạnh xuống nha bạn Kem ơi, cho nó thành cây súng thử. Thôi con dính dính rồi cho bà bẻ nha. Trở thành cây súng thì rồi cái tay ra con kẹp tay á. Đây. Ủa, ghê chưa, rồi. Đó. Đây, ráp thành cây súng nè. Đây, rồi, thành cây súng rồi nha. Bẻ được nè. Ừ, khủng long ráp hình cây súng nha. Hay lắm các bạn ơi. Đây, bên đây là nút tắt mở nè. Đang đó. Rồi, hay cái chưa. Rồi bây giờ mình để bộ đồ chơi này qua một bên. Mình giới thiệu một cái xe rất là hay đi. Ba cho con chỉ cho ba chơi cho. À, các bạn, hôm nay bạn Kem có hai chiếc xe leo núi nha. Một chiếc xe này màu gì bạn Kem? Xe này màu gì? Thành nhất biển. À, màu đen với màu đỏ. À, bộ đồ điều khiển này màu đen với màu đỏ hả? Cái bánh xe này là để quay đầu nè các bạn. Còn cái đúng rồi, bây giờ bạn Kem sẽ bắt lên cho xe nó chạy thử nha, coi nó mạnh như thế nào nha. Rồi bây giờ bạn Kem sẽ bắt cái xe màu xanh nước biển trước. Rồi bạn Kem bỏ xuống, bạn Kem quay đầu thử coi. Đó, bạn Kem quay đầu nha. Rồi, đó, cái bánh xe nó chạy đó các bạn. Rồi chạy coi, chạy coi. Ê, bằng kia dây lui rồi, con chạy thẳng đó, chạy thẳng lên trước. Wow, ê, vẹo lên luôn, hay dữ ít ta. Rồi, dính gì rồi. Đâu rồi? Trời ơi, nó đục vô tường luôn rồi. Sao bằng kia được, ấy nghe một thanh kéo. Dây lui ra. Ừ, đúng rồi đó. Wow, ghê chưa. Rồi, các bạn ơi, bây giờ mình với bạn Kem chơi đua xe nha. Bạn Kem con chọn xe màu nào? Con lấy xe màu xanh này hay là màu xanh kia? Ba màu xanh lá cây. Rồi ba lấy màu xanh lá cây phải không? Rồi hai ba con mình đua nhau nha. Coi xe nào là đua mạnh hơn. Rồi để xuống nè. Bằng nhau, để bằng nhau nha. Đếm 1, 2, 3 mới bấm chạy nha. Rồi chuẩn bị nha. Chưa mà. Quay lại. Trời ơi. Dê lui lại. Bạn Kem xoay vòng tròn luôn rồi các bạn ơi. Nè, cái nút này quay vòng tròn nè. À, nút đó nút quay vòng tròn á hả? Dạ, ba quay vòng tròn đi. Rồi, có ba chạy đi. Dê lui lại thôi. Wow. Ôi, xe lộn ghê thiệt chứ. Ôi, nó dính luôn rồi, ba, xe của con thắng rồi nha. Chưa, để ba lật lại nè. Rồi con bấm nút xe cho ba đi, cho xe lật lại. Bấm nút xe này nè. Bấm giùm ba đi, ba một tay ba đâu bấm được đâu. Nó chạy luôn nè. Ê. Rồi, dê lui lại. Chỗ leo núi luôn. Rồi bây giờ mình kiếm cái gì cho nó leo lên đi nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ cho chiếc xe nó chạy qua tấm ván nha. Rồi bạn Kem bấm đi. Rồi xe bạn Kem thua rồi. 1, 2, 3 né ra nè, né ra. Tới xe 3.
Ok, đẩy lên luôn hả? Chưa gian hả? Đây, dầm xe ba lên đi ngang. Rồi. Rồi, dính trò luôn rồi. Thôi bây giờ đua nè, đua nè. Rồi các bạn bây giờ cho hai xe đua nhau ngang. Bây giờ đếm nè. 1, 2, 3. Ơi, bạn kem bấm chậm rồi. Ghê chưa, cái xe lộn ghê chưa. Ôi, xe bằng kem lộn được không? Lộn được ơi, xe bằng kem lại đi lộn nè. Wow. À, cái xe này mạnh ghê chưa. Ủa cái mèo luôn, rồi dê ra, lộn. Rồi, em lật vô luôn rồi. Rồi, bây giờ cho hai xe lộn nha. Rồi, bấm vô, coi xe nào lộn nhanh lên. Ôi, xe bằng kem yếu rồi, xe bằng kem lộn không được rồi các bạn ơi. Trời ơi, xe bằng kem yếu dữ hả? Rồi, làm lại nha. Mạnh lên. Trời ơi. Ê các bạn ơi, như vậy là sau cuộc đua thì cái xe màu xanh lá cây này nó là thắng nè. Nó mạnh hơn cái xe màu xanh nước biển này nghe. Xe màu xanh nước biển này đẹp mà yếu quá. Xe màu xanh lá cây này mạnh nè, nó lộn mấy vòng luôn nè. Rồi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, bye bye. Gì con? Ở cái gì vậy? Quá. Wow. Có ốc sên hả? Ở đâu vậy? Ôi trời, mưa có ốc sên nó lên đó hả? Quá. Wow, đưa ba coi thử. Quá. Wow. Một con ốc sên. Con luôn hen, ốc sên con á. Rồi con bỏ vô nhỏ đi. Quá. Wow, trong đây có không? Quá. Wow. Hai con nữa nè. Ê, đưa vỏ đây ba bỏ vô. Wow, con ốc sên nó nằm ngủ rồi. Wow, còn một con nữa nè. Ui, thế gì còn ở đâu nữa không? Đi tìm thử coi con còn không. Wow, trời mưa ốc sên nó lên quá trời luôn á. Wow, bên này có không? Có nè. Wow, hai con luôn. Wow, đây đưa vào đây. Wow, con ốc sên này đang chạy đâu kìa. Ui 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 ui. Wow. Dính cái cây luôn hả? Nó ăn cái cây luôn hả? À, dính lá cây luôn hả? Trời. Wow, còn đâu nữa không? Wow, trời ơi, trời mốt sên lên quá trời luôn. Ui. Ui, con đó bự dữ hả? Ủa, nó ăn cái lá cây luôn hả? Đâu, đưa ba coi thử. Wow, quá trời luôn. Rồi đi tìm nữa coi còn không. Quá. Wow. Nè, một con nó nằm trong hốc nè. Đây, đây. Sao ba không thấy vậy? Ôi, con này nằm tuốt dưới hốc này nè, ba mới thấy đó. Quá, wow, để ba bắt cho. Ui. Ui, vỏ đâu rồi? Ừ, vỏ đây bỏ vô. Quá. Wow. Ui, con hốc sình nó kêu gì vậy? Kêu cái sình á. Kêu cái sình luôn hả? Quá, wow, còn nữa không ta? Để coi trong đây còn nữa không? À, chỗ này hết rồi. Rồi chỗ này không còn rồi. Rồi mình đi qua bên mấy chậu kia coi còn không. Đây để ba vô đây coi thử coi còn không. Quá. Wow, có một con kìa. Ê, có một con nằm tuốt trong hốc đây nè. Quá. Wow. Đây. Ồ, con ốc sên nằm tú trong hốc luôn. Ơi, wow. Đây. Ôi. Wow, quá trời luôn. Ý, còn nữa không ta? Đâu còn con ốc sên nào nữa không? Để ta tìm thử coi. Có không? Con thấy ở đâu? Ê, nè. Một con ốc sên con. Rồi con bắt đi lẹ lên. Không, nó dính rồi sao con bắt được. Ồ, nó dính con bắt không được hả? Đây rồi, để ba bắt. Đây, đưa vỏ đây. Wow, ngay chỗ này ốc sên con quá trời luôn nè. Ý, một ốc sên trong kẹt kìa. Kìa, đó.
Trời ơi, ốc sên đây nè. Ốc sên ông kẹt hả? Ừ, ốc sên ông trong kẹt. Ở con ốc sên này nướng là ngon lắm á. Qua wow, ở đây nữa. Ờ. Một một ốc sên em bé. Ơi nó ăn cái cây luôn. Đang cái cây luôn rồi hả? Rồi bỏ vô vỏ đi, rồi bắt thêm con này đi. Ốc sên. Ốc sên anh trai á. Bự quá sao con mất được. Ờ bự quá để ba bắt. Rồi. Chà bá lửa luôn. Ừ, bự chà bá lửa luôn. Vô tô màu nè ba. Wow. Ở đây mình bắt được bao nhiêu con rồi? Wow, mình bắt được quá trời con luôn rồi. Bây giờ mình đem vô mình tô màu ha. Rồi, để đem vô tô màu thôi.